Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp chia sẻ yêu thương, ấm lòng người bệnh, hiện có rất nhiều mô hình được tổ chức và triển khai tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Một trong số đó là chương trình cắt tóc miễn phí tại bệnh viện, được các bạn trẻ thực hiện trong thời gian qua đã làm ấm lòng nhiều bệnh nhân, giúp họ có thêm nhiều niềm vui, động lực vượt qua bệnh tật. Cứ 2 tuần một lần, anh Nguyễn Công Danh thuộc câu lạc bộ cắt tóc List AD Salon lại cùng nhóm thiện nguyện đến Bệnh viện Đà Nẵng để cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại đây. Sau khi được hỗ trợ từ phòng công tác xã hội của bệnh viện, về số lượng bệnh nhân và người nhà có nhu cầu ở các khoa phòng, anh Danh và những người bạn của mình chia từng nhóm nhỏ để làm việc. Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh nặng, nhóm thợ cắt tóc đến tầng các khoa vào tương dương để phục vụ người bệnh. Khi đến đây được phục vụ cho những người ta không có điều kiện để đi lại thì cảm thấy rất là vui khi cắt cho mọi người có một mái tóc đẹp thì họ vui thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Từ ngày chương trình cắt tóc miễn phí được triển khai, các bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu, cạo rau hoàn toàn miễn phí với chất lượng dịch vụ được đảm bảo ở mức tốt nhất. Theo các thành viên trong nhóm, công việc cắt tóc ở đây cũng không khác gì ở tiệm bởi cơ bản mỗi bệnh nhân cũng như mỗi khách hàng đều có nhu cầu riêng về kiểu tóc, kiểu râu. Có bệnh nhân thì thích đơn giản, cắt gọn mái tóc, cũng có bệnh nhân lại muốn cắt với kiểu tóc khác nhau nên mỗi thành viên đều cố gắng thực hiện hết mình, đáp ứng theo yêu cầu của từng trường hợp. Chính điều này cũng mang lại sự thoải mái và tin yêu của người bệnh. Mấy chú này cũng lớn tuổi vô nằm đã là cũng quá lao không có về nhà được ra nữa, có anh em giúp gì mấy chú là chú mấy chú rất cảm ơn. Thời gian gần đây, tùy theo lĩnh vực hoạt động của mình, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố đã không ngừng phát huy trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện qua đó góp phần động viên giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống